Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta cùng học môn toán lớp 11 sách cánh diều, chương 1 bài 2 phần tiếp theo. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 11 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Trong video hôm nay các em sang phần hoạt động 3. Câu E: sử dụng công thức cộng đối với sin và cosin. Hãy tính tan A cộng B theo tan A và tan B khi các biểu thức đều có nghĩa. Tức là ở đây người ta giả sử các biểu thức đều có nghĩa rồi. Bây giờ các em sử dụng công thức cộng đối với sin và cosin mà chúng ta đã học ở các video trước. Các em tính tan A cộng B theo tan A và tan B. Rồi, các em áp dụng công thức cộng đối với sin và cosin thì ta có sin của A cộng B thì bằng sin cos cộng cos sin. Sin cos cộng cos sin. Góc được viết theo thứ tự là AB, AB. Được chưa? Cos của A cộng B thì bằng cos cos trừ sin sin. Ở đây các em ghi nhớ tất cả những công thức mà các em đã được học, các em nên viết gọn vào một tờ giấy, các em dán ở góc học tập. Mỗi khi ngồi học, các em sẽ nhìn thấy nó, các em rất nhanh thuộc và nhớ rất là lâu. Được chưa? Rồi. Tan của A cộng B thì bằng sin A cộng B chia cho cos A cộng B. Sin A cộng B các em thay vào, cos A cộng B các em thay vào. Được chưa? Sin A cộng B thì bằng sin cos cộng cos sin. Cos A cộng B thì bằng cos cos trừ sin sin. Cos cos trừ sin sin. Rồi bây giờ để tính tan của A cộng B theo tan A và tan B thì các em sẽ làm như thế nào? À, để xuất hiện tan A tan B thì các em phải chia cả tử và mẫu. Các em chia cả tử và mẫu cho cos A cos B. Được chưa? Chia cả tử và mẫu cho cos A cos B thì ta được tan A cộng B lúc này sẽ bằng tử này. Tử là sin cos này. Các em chia cho cos cos. Được chưa? Cộng với cos sin. Cộng với cos sin. Các em cũng chia cho cos cos. Chia cho cos cos. Các em chia cả tử và mẫu cho cos cos mà, đúng không? Rồi, tử chia xong rồi, bây giờ mẫu chia. Mẫu là cos cos chia cos cos trừ đi sin sin chia cho cos cos. Có đúng là các em chia cả tử và mẫu cho cos cos không? Đúng không? Rồi chỗ này cos B chia cos B bằng 1, còn lại là sin A chia cos A cộng với cos A chia cos A bằng 1, còn lại là sin B chia cos B. Ở mẫu cos A chia cos A bằng 1, cos B chia cos B bằng 1, vậy kết quả bằng 1 trừ đi sin A chia cos A nhân với sin B chia cos B. Chúng ta tách ra như thế này để làm gì? Sin A chia cos A nó chính là tan A. Sin B chia cos B nó chính là tan B. Vậy bây giờ các em viết tử thành tan A cộng tan B. Mẫu 1 trừ đi sin A chia cos A bằng tan A. Sin B chia cos B bằng tan B. Vậy chỗ này các em viết thành tan A nhân tan B. Được chưa? Tan A cộng B bằng tan A cộng tan B phần 1 trừ tan A tan B. Vậy các em kết luận tan của A cộng B bằng tan A cộng tan B chia cho 1 trừ đi tan A nhân tan B.
Rồi, công thức này chúng ta gọi là công thức cộng đối với tan. Tan của A cộng B ta gọi là công thức cộng đối với tan. Tiếp theo là các em sang câu B. Khi các biểu thức đều có nghĩa, hãy tính tan của A trừ B bằng cách biến đổi tan A trừ B bằng A trừ B, các em viết thành A cộng với âm B, được chưa? Bằng tan của A cộng với âm B, và sử dụng công thức tan A cộng B mà chúng ta vừa tìm được ở câu A. Các em áp dụng công thức tan của A cộng B bằng tan A cộng tan B chia cho 1 trừ tan A tan B. Thì ta có, các em áp dụng cái công thức này, bây giờ ta có tan của A trừ B. A trừ B các em viết lại thành A cộng với âm B, được chưa? A cộng với âm B. Các em áp dụng công thức trên này, tan của A cộng B bằng tan A cộng tan B. Tan A cộng tan B áp dụng vào đây thì ta có tan A cộng với tan âm B, được chưa? Tan A cộng với tan âm B. Các em thay B bằng âm B. Công thức trên này các em thay B bằng âm B thì ta có tan A cộng với tan B, bây giờ sẽ là tan A cộng với tan âm B chia cho 1 trừ đi, 1 trừ đi tan A nhân với nhân với tan âm B. Rồi, đến đây thì các em sẽ áp dụng công thức cho hai góc đối nhau alpha và âm alpha, được chưa? Các em nhớ lại công thức đã học. Hai góc đối nhau thì tan góc này bằng trừ tan góc kia. Tan của góc này bằng trừ tan của góc kia. Tan A giữ nguyên này. Âm B và B là hai góc đối nhau. Vậy tan của âm B bằng trừ tan của B. Trừ tan của B, được chưa? Trừ tan của B. Mẫu là 1 này. Chỗ này là tan A giữ nguyên này. Tan của âm B bằng trừ tan của B. Trừ tan của B thì các em đặt dấu trừ ra bên ngoài. Lúc này là trừ của trừ thì nó sẽ thành cộng. Các em đã hình dung ra chưa? Vậy các em kết luận là tan của A trừ B bằng tan A trừ tan B chia cho 1 cộng với tan A tan B. 1 cộng với tan A tan B. Được chưa? Như vậy trong trường hợp tổng quát với các góc lượng giác AB, ta có các công thức sau, thường được gọi chung là công thức cộng đối với tan. Các em đã được học công thức cộng đối với sin, đối với cos rồi. Thì trong video hôm nay các em học thêm công thức cộng đối với tan. Tan của A cộng B bằng tan của A trừ B bằng. Rồi các em thấy hai công thức này nó khác nhau ở chỗ nào? A cộng B thì ở trên là cộng, dưới là trừ. Còn A trừ B thì ở trên là trừ, dưới là cộng. Được chưa? Ở đây giả sử các biểu thức này đều có nghĩa. Các biểu thức này đều có nghĩa. Rồi các em ghi nhớ thêm hai công thức này nha. Đây là công thức cộng đối với tan. A cộng B này. A trừ B các em hiểu là A cộng với âm B. Đúng không? Đây là hai công thức cộng đối với tan. Các em ghi nhớ thêm hai công thức này nữa nha. Để cụ thể hơn thì các em vào ví dụ 3, tính tan 7pi phần 12. Thì 7pi phần 12 nó không phải là một góc đặc biệt. Vì vậy, để tính được, các em phải biến đổi 7pi phần 12 thành tổng của hai góc đặc biệt hoặc là hiệu của hai góc đặc biệt. Các em biến đổi như thế nào cho nó phù hợp. Áp dụng công thức cộng đối với tan, ta có 7pi phần 12. 7 các em tách ra thành
3 cộng 4. Được chưa? 7 bằng 3 cộng 4. Vậy 7 pi phần 12 bằng 3 pi phần 12 cộng với 4 pi phần 12. 3 phần 12 các em rút gọn bằng 1 phần 4. Ta có tang của 1 phần 4 tức là pi phần 4. 1 phần 4 pi tức là pi phần 4. 4 phần 12 các em rút gọn ta được 1 phần 3. 1 phần 3 pi tức là pi phần 3 cộng với pi phần 3. Pi phần 4 và pi phần 3 đây chính là hai góc đặc biệt. Lúc này biểu thức có dạng tang của A cộng B. Tang của A cộng B. Các em áp dụng công thức cộng đối với tang. Tang của A cộng B thì bằng tang A cộng tang B chia cho 1 trừ tang A nhân tang B. Ở đây A chính là pi phần 4, B nó chính là pi phần 3. Tang A cộng tang B tức là tang pi phần 4 cộng với tang pi phần 3. Cộng với tang pi phần 3. Chia cho 1 trừ tang A tang B tức là 1 trừ đi tang pi phần 4 nhân với tang pi phần 3. Rồi đến đây thì các em sẽ dựa vào bảng sau. Tang của pi phần 4, pi phần 4 đây. Các em gióng xuống dòng tang. Tang của pi phần 4 bằng 1. Ta có tang pi phần 4 bằng 1 này, 1 cộng với tang pi phần 3. Pi phần 3 đây. Gióng xuống dòng tang. Nó chính là căn 3. Cộng với căn 3. Chia cho 1 trừ đi tang pi phần 4. Tang pi phần 4 là 1. Nhân với tang pi phần 3 tức là nhân với căn 3. Nhân với căn 3. 1 cộng căn 3 chia cho 1 trừ căn 3. Để khử căn ở mẫu thì các em sẽ nhân cả tử vào mẫu với 1 cộng căn 3. Nhân cả tử vào mẫu với 1 cộng căn 3. Tử là 1 cộng căn 3 nhân 1 cộng căn 3 bằng 1 cộng căn 3 tất cả bình phương. Mẫu là 1 trừ căn 3 nhân với 1 cộng căn 3. Được chưa? A cộng B tất cả bình phương, hàng đẳng thức thứ nhất. Đúng không? Rồi cái này nó sẽ bằng 1 bình phương này. 1 bình phương cộng với căn 3 bình phương. Căn 3 bình phương bằng 3. 1 cộng 3 bằng 4. Cộng thêm 2AB nữa, tức là cộng thêm 2 nhân 1 nhân căn 3 bằng 2 căn 3. Cộng 2 căn 3. Mẫu là A trừ B nhân A cộng B bằng A bình phương trừ B bình phương, tức là bằng 1 bình phương trừ căn 3 bình phương. 1 bình phương trừ căn 3 bình phương bằng 1 trừ 3 và bằng âm 2. Bằng âm 2. Được chưa? Bằng âm 2. Rồi. Rồi chỗ này các em lấy tử chia mẫu. 4 chia cho âm 2 bằng âm 2. 2 căn 3 chia cho âm 2 bằng âm căn 3. Vậy kết quả bằng âm 2. Âm 2 trừ căn 3. Kết quả bằng âm 2 này, trừ căn 3. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 2. Tính tang của 165 độ. Ta thấy 165 độ không phải là một góc đặc biệt. Vậy các em phải biến đổi nó thành tổng của hai góc đặc biệt hoặc là hiệu của hai góc đặc biệt. Áp dụng công thức cộng đối với tang ta có. Cụ thể là 165 độ. Các em sẽ biến đổi thành 120 độ cộng với 45 độ. Thì hai góc này nó là hai góc đặc biệt. Tang của 120 độ cộng với 45 độ nó có dạng là tang của A cộng B. Các em áp dụng công thức tang của A cộng B. Trong đó A bằng 120 độ, B bằng 45 độ. Tang của A cộng B bằng tang A cộng tang B, tức là tang của 120 cộng với tang của 45.
chia cho 1 trừ tang A nhân tang B. 1 trừ tang 120 nhân tang 45. Được chưa? Rồi, các em mở bảng một số góc đặc biệt ra. Rồi, dựa vào bảng này thì 120 độ nó ứng với góc nào? Nó ứng với bao nhiêu radian? 45 độ nó ứng với bao nhiêu radian? Ta biết là pi radian thì nó ứng với 180 độ. Pi phần 6, 180 độ chia 6 bằng 30 độ. Pi phần 4, 180 chia 4 bằng 45 độ. Pi phần 3, 180 chia 3 bằng 60 độ. Pi phần 2, 180 chia 2 bằng 90 độ. 2pi phần 3, 2pi phần 3 thì ta lấy 2 phần 3 nhân với 180 bằng 120. Được chưa? 120 độ. Tang của 120, tang của 120 bằng âm căn 3. Âm căn 3 cộng với tang của 45. Tang của 45 bằng 1. Vậy ta cộng với 1. Mẫu là 1 trừ đi tang 120 nhân với tang 45, tức là âm căn 3 nhân với 1 trừ đi mở ngoặc âm căn 3 nhân với 1. Âm căn 3 cộng 1 ta viết thành 1 trừ căn 3. Chỗ này là trừ của trừ thành cộng này, trừ của trừ thành cộng. Vậy mẫu là 1 cộng căn 3. Để khử căn ở mẫu thì các em nhân cả tử và mẫu với 1 trừ căn 3. Tử là 1 trừ căn 3 nhân 1 trừ căn 3 bằng 1 trừ căn 3 mũ 2. Mẫu là 1 cộng căn 3 nhân với 1 trừ căn 3. Được chưa? Rồi. A trừ B tất cả bình phương bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Đúng không? A bình phương là 1 bình phương bằng 1. B bình phương là căn 3 bình phương bằng 3. 1 cộng 3 bằng 4. Trừ đi 2AB, tức là trừ đi 2 nhân 1 nhân căn 3. 2 nhân 1 nhân căn 3 bằng 2 căn 3. Ta trừ đi 2 căn 3. Mẫu là A cộng B nhân A trừ B bằng A bình phương trừ B bình phương, tức là bằng 1 bình phương trừ căn 3 tất cả bình phương. 1 bình phương bằng 1, căn 3 bình phương bằng 3. 1 bình phương trừ căn 3 tất cả bình phương bằng 1 trừ 3. 1 trừ 3 bằng âm 2. 4 chia âm 2 bằng âm 2. Âm 2 căn 3 chia âm 2 bằng căn 3, ta cộng với căn 3. Đây chính là kết quả cuối cùng. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần giải trình phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.